Quý vị thân mến, vào những ngày này khi đến các vườn hoa cúc ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, hình ảnh ánh đèn sáng rực khiến cho chúng ta cảm thấy không khí của mùa xuân đang đến gần. Gần 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa Tết, nhưng đây là năm thứ hai mà ông Trần Giang Xê ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy dùng phương pháp xông đèn để kéo chân cho cây hoa cúc cao hơn nhiều lần. Bên cạnh đó còn cho ra hoa to và đẹp hơn. Giống cúc mà ông chọn để xông đèn là loài cúc Đài Loan. Năm rồi mình thử 50 giỏ thấy đạt quá, năm nay mình tiếp tục mình làm hơi nhiều hơn chút, cả khoảng trên dưới 300 à. Trồng truyền thống lùng nếu mà được chừng 8-9 tấc là đạt lắm rồi. Nhưng mà tôi trồng năm ngoái vậy là có cái thước tư, có cái thước ba, nếu kéo quân bình là có thước ba là chắc ăn luôn. Tôi xong đèn cả khoảng 2 tháng rưỡi là tôi nghĩ xong đèn luôn. Là cắt đèn cho nó ra bông. Bình thường thì mình bán chưa được 200 ngàn một chậu đâu, nhưng mà năm rồi mình bán cũng là được 300 ngàn đó. 500 chậu hoa cúc pha lê và cúc kim cương của gia đình ông Đoàn Hữu Bốn cũng được xông đèn để có thể kiểm soát thời gian thu hoạch và cho qua đúng dịp Tết. Xông đèn thì từ lúc mà trồng xuống thì xông đèn thì khoảng tới từ 6 giờ tới 10 giờ các đèn để cho nó nghỉ, cho thời gian nó thức nhiều hơn ngủ. Nó ngủ nhiều thì nó sẽ ra bông sớm. Bởi vì cái tháng 10 này, cái ban ngày thì nó ngắn hơn ban đêm. Thành ra tới tháng này là mình phải kéo cái thời gian nó dài lên, tương đối nhiều hơn ban đêm. Để đủ ánh sáng cho hoa cúc thức đêm, theo kinh nghiệm của bà Đỗ Thị Qua, cứ khoảng 2 mét thì lắp một bóng đèn với công suất 20W là đủ độ sáng. Loại này là nếu mà trong đèn là cái thứ nhất là nó thích cái ngày nó dài hơn cái đêm, nghĩa là nó thức nhiều hơn là nó ngủ. Rồi với lại mình xông đèn thì nó được một cái là nó kiểu như nó đồng loạt hơn. Với lại mình cũng có thể là mình chỉnh thời gian ra hoa của nó cũng được. Mình làm cái hoa nó trúng vào cái dịp hơn là cái mình để tự nhiên. Ngoài việc giúp cây hoa cúc tăng chiều cao thì phương pháp xông đèn còn làm cho hoa nở to và cánh đẹp hơn. Bên cạnh đó, việc xông đèn sẽ giúp loài hoa này ra hoa đúng vào dịp Tết nhằm tăng giá trị kinh tế, giúp người trồng hoa tăng thêm thu nhập trong những ngày Tết đến xuân về.